Ngôi nhà đầu tiên mà ở mà khi em bắt đầu sinh ra với cả ở cùng với cả ông bà, lúc nào cũng cảm thấy nó ấm áp hơn bình thường. Mỗi lần em đang được về nhà thì khi em sang bên thắp hương ông bà thì em cảm giác là à đây là ngôi nhà mình đã từng ở hồi xưa hồi mình bé, và cảm thấy những kỷ niệm đấy lại ùa mà em lại cảm thấy nhớ về ông bà nhiều. Chúng ta đã vừa nghe tâm sự của Văn Toàn về ngôi nhà, tuy nhiên thì thật là khó để chúng ta mường tượng ra cái không gian ấy. Và ngày hôm nay thì Minh Hải đang có mặt ở phường Thạch Khôi của thành phố Hải Dương. Và bây giờ thì Minh Hải mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng khám phá căn nhà của Văn Toàn. Hai, chào bạn nha. Bây giờ là chúng ta đang có mặt ở trong phòng khách của Văn Toàn. Và ở đây thì có một cái ảnh rất là lớn. Một cái ảnh lớn nhưng mà Toàn hồi xưa rất là nhỏ. Cái bức ảnh này là kỷ niệm 25 năm ngày cưới. Và lúc đấy thì Toàn là Toàn bao nhiêu tuổi? 13 tuổi. Tôi có 4 người con. Thì có 3 gái, mỗi Toàn cháu trai. Nghe nói là truyền thống gia đình nhà mình là cứ mỗi một người là cũng chỉ được sinh được một người con trai thôi đúng không ạ? Vâng, thì từ không biết thế nào, từ đời ông nội tôi đến đời bố tôi, sau đến đời tôi, sau đó đời còn một Toàn không biết sau này không biết là tôi năm lúc tôi đã đùa con này con phải phá giúp. Tức là phải phá rớt bằng cách là phải đẻ được nhiều con trai hơn đúng không ạ? Vâng. Và không gian ở đây thì có rất là nhiều những cái bằng khen rồi những cái tấm ảnh rất là quý. Hai bên này là hai bên cái ảnh trong Học viện Hoàng Anh Gia Lai ngày mới vào trường khai giảng ấy. Và đây là những tấm ảnh mà gia đình treo ở cao nhất. Đúng rồi. Đây là nơi trang trọng nhất của ngôi nhà. Bên cạnh đây thì chúng ta thấy có rất là nhiều bằng khen này. Chúng ta thấy có Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng bằng khen cho vận động viên Nguyễn Văn Toàn. Bước chân vào đây là thấy vừa có ấm cúng gia đình mà vừa có một cái không gian dành cho bóng đá. Rất là tuyệt vời. Căn nhà này thì anh chị đã xây như thế nào ạ? Căn nhà này thì tôi xây từ năm 2006. Năm 2017 vừa qua đấy, tôi xây thêm cái gian cạnh để làm phòng ăn. 4 năm thì em đã xây nhà rồi. Và đến bây giờ đã sửa lại thêm một lần nữa. Thì em nghĩ bây giờ ngôi nhà của em thì rộng rãi và tốt hơn. Điều kiện cho, em nghĩ là điều kiện cho bố mẹ em sinh hoạt với cả cho em gái em thì phòng nào cũng rộng rãi và đều đẹp hết rồi, nên em cảm thấy bây giờ cũng giúp một phần nào giúp cho bố mẹ được sống cuộc sống thoải mái hơn bớt đi thôi. Hồi cho hồi xưa khi đã có thời gian dài làm động vất vả như vậy. Năm 27 rồi đấy thì cháu nó bảo là thì bố xây lại hay bố phá ra bố xây lại từ đầu. Tôi bảo thôi con ạ, cứ bố sửa lại thì đẹp thôi không gì cả. Vì con em mai biết là con có ở hay không thì em cháu nó bảo là con không biết đâu được. Để ngày mai con tương lai là tính sau. Văn Toàn đã muốn xây dựng ngôi nhà lớn hơn, khang trang hơn để cho bố mẹ ở, chứ không phải là để cho Toàn về đây. Thực ra thì tương lai của cầu thủ thì không biết thế nào. Có thể là sẽ thi đấu xa hoặc là biết đâu đấy lại muốn lập nghiệp ở một cái nơi nó có bóng đá hơn đúng không ạ? Và Hải Dương thì sinh ra rất là nhiều những cầu thủ nhưng lại không có đội bóng. Thành ra là đấy cũng là một điều rất là tiếc nuối. Bây giờ ngoài cái ảnh rất là cute này của Văn Toàn thì tôi nhìn thấy cầu thang đây cũng có rất là nhiều tấm ảnh. Bây giờ thì bố Tạo là bố của Toàn sẽ đưa chúng ta đi thăm từng cái ảnh một. Đây là từ năm 2007. Nguyễn Văn Toàn, lớp 5A trường tiểu học Thạch Khôi, Gia Lộc đã có thành tích đạt giải nhất của khu vực 2. Đây chính là cái nền tảng đầu tiên để cho Văn Toàn lên Học viện Hoàng Anh Gia Lai, Arsenal JMG. Còn đây là 27 gói đây, hỗ trợ rất là kẻ đấy. Đây đúng rồi, quỹ hỗ trợ tài năng trẻ. Có một điều rất là đặc biệt là ở đây là cứ có một cái bằng khen là đi liền là một cái huy chương. Thực ra thì đến đây tôi rất là thích cái này luôn này. Đây là cái poster quảng cáo đấy, cho vòng chung kết của giải bóng đá nhi đồng toàn quốc năm 2007. Ở đây Văn Toàn của chúng ta đây. Chúng ta nhìn thấy Văn Toàn đây. Năm 2007 nhà tôi vào trong thành phố Hồ Chí Minh ấy. Thế là treo ở đấy. Vâng, xong mình lấy về. Xin ta cho cái và cầm vào đây. Nhưng mà có lẽ là mọi người sẽ quan tâm đến cái bức ảnh này hơn. Chắc là đây là bức ảnh mà mọi người rất hiếm khi nhìn thấy.
Văn Toàn lúc này là mấy tuổi đấy hả anh? 13 tuổi đấy. Tức là chụp cùng với kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ. Đúng rồi. Nhưng mà phải công nhận là nhìn trông rất là trắng trẻo, thư sinh, môi hồng, da trắng, mắt đen. Cũng tóc vuốt vuốt keo các thứ. Bây giờ thì chúng ta lên một trong những không gian mà Toàn rất là yêu mến. Tên đây rồi. Đây chúng ta nhìn thấy đây rồi. Ở đây cũng lại là một cái không gian nữa. Rất nhiều những cái huy chương, cúp. Rất tuyệt vời. Đây là SEA Games. Đây là U23 châu Á. Là một cái huy chương bạc và một cái giải Fair Play. Đấy. Đây là giải U19. Đây. Đến nhà các cầu thủ thì nói chung là có rất nhiều những cái kỷ vật. Có lẽ đây là một trong số những cái kỷ vật mà chúng ta sẽ phải lưu giữ. Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân với một chữ ký tươi dành tặng cho Văn Toàn của chúng ta. Một điều mà chúng ta không thường xuyên được nhìn thấy đấy là một cái giường rất là to. Tại sao Toàn lại mua một cái giường to như này ạ? Cháu về nhà thì ra nó có ít. Thì là cứ về cái là mấy chị em nó lại thường là hay nên tập trung ngồi một chỗ rồi nói chuyện. Mấy chị em này cả đây xong ngủ cả đây luôn. Thế là chơi đến khoảng 11 giờ hơn 1 giờ cái là mấy chị em lại ngủ. À. Giường này người ta dễ liên tưởng đến giường cưới lắm ấy. Cưới chứ. Cưới thì cháu giường khác. Tủ quần áo này không biết là có gì không nhỉ? Có, còn áo đồ đúng của Toàn. Đây, Toàn đây. Đúng rồi. Tôi kể cho các bạn xem cái này. Đấy. Có ai muốn cái áo này không? Áo này chắc chắn là cái áo rất là hot. Tức là nó là một cái luật bất thành văn của các cầu thủ ấy. Là các cầu thủ đá ở vị trí nào thì họ sẽ ký ở vị trí đấy ở trên áo. Đấy, ví dụ như là Bùi Tiến Dũng thủ môn thì sẽ đá ở đây này. Xuân Trường đá tiền vệ thì sẽ là giữa này. Toàn đá lệch cánh thì sẽ là ở trên này. Đấy, rất là hay. Đấy. Đây cũng thế này. Đấy, chúng ta nhìn thấy rồi. Toàn cánh trái. Đây, Toàn đây. Luôn là như thế. Coach đây, huấn luyện viên. Anh Đức đá ở đây, nhưng mà chỗ này là có chỗ của Văn Thanh nhỉ? Văn Thanh lại ký lên tận trên này. Đấy, Duy Pinky này. Nói chung là đến đây mà thấy gu thời trang của Toàn thì chắc là mọi người cũng rất là dễ nhận ra. Toàn là người rất là thích cái loại áo như này. Áo kiểu chuột túi. Toàn là người rất là giản dị. Nên là tủ quần áo không có nhiều đồ xịn lắm. Đấy, rất là tuyệt vời. Trong đấy hình như còn có cả áo. Có lẽ là mọi người sẽ rất là ít khi chúng ta nhìn thấy mặc Toàn mặc cái này rồi. Nhưng đặc biệt cái mác này các bạn này. Đây là dành cho ASEAN 18 Asian Games. Đây là chiếc áo chỉ dành cho các vận động viên của chúng ta dự ASEAN thôi. Và Toàn cũng đã cất nó đi. Còn thấy thêm rất là nhiều những cái... Thật là ngạc nhiên khi mà biết đây là tạo hình của Văn Toàn. Đấy, buổi tối mà Văn Toàn ngồi xem TV ở nhà là sẽ hình giống như này. Các bạn nhìn đấy. Ở đây thì chúng ta thấy còn có thêm rất nhiều những cái kỷ vật nữa. Thực ra ở đây có rất là nhiều những cái ảnh rất là quý của Toàn. Ảnh từ hồi rất là bé. Đấy. Gương mặt của Toàn thì chỉ có thể là đầy đặn hơn thôi, nhưng những nét thì nó vẫn như ngày xưa. Từ cái này nó quan tâm á. Vâng. Quan tâm đến bố mẹ chị em á. Nhưng mà em nghĩ là sau này còn cuộc sống sau này còn dài, còn nhiều khó khăn sắp tới. Thì em nghĩ là cũng không chưa biết bố mẹ mình sau này có bị bệnh hay gì không, nên em vẫn nghĩ là em vẫn đang cố gắng tiết kiệm tiền để cho bố mẹ có một phần, để sau này mình không thấy được gì thì bố mẹ cũng có phần đó để trang trải cuộc sống sau này. Tại vì cũng chưa biết là tại vì em là cũng không phải là người ở nhà nhiều, nên thời gian ở bố mẹ cũng ít. Khi nào có thời gian em tranh thủ về nhà thôi, chứ thì mình không có thời gian thăm được bố mẹ hay ở bên cạnh bố mẹ, thì bố mẹ luôn có một cái gì đó để tiêu và sử dụng nó. Bây giờ là Văn Toàn đã bắt đầu lo lắng cho sức khỏe của bố mẹ rồi. Đúng rồi. Thường là một ngày gọi lại một lần. Tôi lão điện. Một hai ngày không điện nào nó biết. Nó chắc mẹ lại sức đầu, vì nhà tôi có bệnh thiếu máu não sức đầu ấy. Thế biết mẹ là yếu là nó điện về. Tôi xây dựng thì cháu nó bảo thôi bố nghỉ cũng được, thôi bố ở nhà thôi, chứ bố làm là vất vả là con thôi, cứ làm con phấn đấu con. Ai được bố mẹ thì thôi bố mẹ cứ ở nhà thôi. Nó nghỉ rồi thì đọc đi khám bệnh cho hai thẻ mỗi năm bố mẹ đi khám định kỳ. Mới đi
du lịch đi, có tôi đi cả Indo vừa rồi đấy, và đi cả vào Gia Lai, đi Quy Nhơn, Bình Định, tôi đi du lịch mấy chỗ thì lại U23 rồi đấy. Thật ra nó coi nó gửi về cho bọn cháu ít tiền, nó thôi bố mẹ cứ tiền hay bố nghỉ mẹ nghỉ thôi làm gì, thì bố mẹ gửi tiết kiệm làm gì để tiền em mệt sẽ thì sống. Quan tâm rất là nhiều đến sức khỏe của bố mẹ, thậm chí là mua cả những cái gói dịch vụ để thăm khám thường xuyên. Đúng định rồi, kỳ thăm định kỳ đấy. Vâng, thì cảm xúc toàn, của bố mẹ ấy, khi mà con toàn, bắt đầu biết lo cho bố mẹ rồi. Vâng, thì toàn ấy không phải giờ nói no cho vợ chồng tôi, nó no được mấy năm nay rồi. Thật ra thì từ cái chuyện là cháu là bắt đầu vào trường đại học ấy, thì trên học viện ta cũng no cho là tiền trợ cấp về gia đình ấy. Vợ chồng tôi mỗi tháng được 10 triệu, mỗi người 5 triệu, 20 triệu vì không có tiền cháu chưa đóng được mà, chỉ chưa có tiền nuôi mẹ, nó sống rất tình cảm. Cái niềm ao ước của em là sẽ được có ngôi nhà lớn hơn và được thoải mái hơn, giúp cho mọi người tất cả ở đồng một căn nhà khang trang hơn. Thì lúc giai đoạn nhà em bắt đầu sửa đấy, em chưa có giải gì hết, mà sau khi đó chỉ em chỉ có bằng tiền lương với cả tiền thưởng câu lạc bộ với cả, khi đó em có nhận được quảng cáo, thì khi đó thì bố mẹ cần thì em cũng đã gửi hết sạch, và chỉ còn em nghĩ là lúc ấy em chỉ còn một ít tiền thôi, nó không đủ làm cái gì hay đi đâu đó, nhưng mà em nghĩ là cũng thật ra thì ở đây thì em không có tiêu gì, nên thời gian đó thì em cũng không có làm cái gì hay mua gì, để khi em nhận tiền lương hay tiền thưởng thì đó em sẽ bắt đầu em sống lại, và em vẫn có khoảng thời gian em gửi hết và em không còn đồng nào, nhưng mà nó không có đồng nào thì cũng hơi khó, nhưng mà trong tài khoản em chỉ còn một đôi một 2 triệu nữa, nhưng mà em cũng không nói với bố mẹ là tại sao này không ấy, bảo thôi bố mẹ cứ tiêu đi, qua còn nhiều để nó không cần phải lo thôi. Thật sự thì nói vui, cũng là vui thật. Và bây giờ em nghĩ nhà em là một nhà đẹp. Các anh mạng nói là cháu đó là từ đúng mắt hết. Thật tính là thái khóc, tính này đúng thật là ai khóc. Vì là khi buồn nó hay nhớ mẹ cha nó hay chảy mắt. Thế tôi bảo thôi con là con không gì cả đâu, bố mẹ khỏe. Thế nó tính nó thế, tôi bảo thôi thì nó cho gen. Tôi cũng hay thỉnh thoảng nghĩ thì tôi cũng hay chảy mắt. Nói chung là giàu tình cảm, Toàn cũng tâm sự với bố mẹ cũng với rất là nhiều những cái cảm xúc. Thật ra là nói thì nói là rất tự hào. Tự hào là nhất là mình có người con quan tâm đến bố mẹ, mà không bố mẹ, anh chị mà cả họ hàng, cháu nó rất quan tâm. Đi đâu về nó mua quà bánh hay là mua cái đồ, cho mua quà bố mẹ, mua về thắp hương ông bà. Kiểu gì kiểu nó về nhà các nó phải thắp hương ông bà trước, thời nó tính đặc biệt tính thế. Cháu sống tình cảm. Có lẽ là nếu mà mọi người mà đã xem thì có một cái vlog mà mình đã làm với Văn Toàn, sát thủ nhưng mà rất là mau nước mắt, và đến đây thì chúng ta cũng được hiểu thêm là có lẽ là cái tình cảm rồi cái sự mau nước mắt này hình như là cũng có gia truyền thì phải. Bây giờ thì cũng là đến giờ trưa rồi, chúng ta hãy vào bếp để gặp mẹ Văn Toàn cũng như là chúng ta hỏi chuyện mẹ Văn Toàn xem Văn Toàn khả năng bếp núc nè. Chào chị. Vâng, chào. Khả năng nấu cơm ạ. Chị ơi, cho em hỏi một tí là cái khả năng nấu ăn của Văn Toàn như nào? Mấy năm đầu vào trong Gia Lai thì em về thì em thời gian em vẫn còn ít tuổi, thì em bảo mẹ để Tết con trổ tài con làm bữa. Toàn về thì mua đồ, mua chỉ vài nặng thịt thôi, thì về cũng trổ tài làm 3-4 món chẳng hạn. Thế là cũng bày hoa hết đi, bố mẹ đi chúc Tết về, bảo đây bố mẹ xem con đã làm xong mâm cơm đẹp chưa. Thế là tôi bảo ôi giời con trai làm giỏi thế, mâm cơm đẹp này nhất con này đấy, bảo các chị dạy con đấy ở trong Gia Lai đấy. Khi mà Văn Toàn về thì Văn Toàn thích ăn món gì nhất? Từ bé đến lớn thì trước ngày ở nhà cũng thế, mà giờ thế. Giờ về là cứ chỉ trứng vịt lộn là món sở thích của Toàn. Nhưng mà tại sao lại là phải là trứng vịt lộn ở đây chứ những nơi khác cũng có mà. Có, nhưng mà vì đi xa về là chỉ nhớ cái món ăn của mẹ cho con ăn thôi. Đấy, cứ về đến nhà là chỉ mẹ mua trứng nuôi cho con. Bảo có em gái ở nhà thì bảo em, nhưng mà không, chỉ mẹ thôi. Cứ 9-10 giờ đi đâu về chứ mẹ làm con ăn tối đi. Cũng hay nhỉ. Đấy. Thế trứng vịt lộn bình thường thì ai luộc thì có vẻ là cũng giống nhau đúng chứ đúng không? Nhưng mà đây mẹ luộc chỉ thích con. Mẹ con vẫn bảo là mẹ ơi, con đi xa nhà nhiều rồi, con về nhà với mẹ một năm chắc chỉ được vài bữa thôi, thế là về nhà thì con chỉ gọi mẹ mới gọi mẹ lấu lướng đùa cho ăn đây, còn em gái làm ngon đấy mà không cứ mẹ thế là sớm thế làm lúc mẹ làm lúc thì giờ lớn rồi thôi rồi,
Trước ngày thì cũng làm lũng nhưng mà giờ bảo là mẹ nhá, con bảo mẹ nhá, bây giờ con lớn rồi chứ mẹ lắm khi mẹ đừng nên mà quan tâm đến con quá, thì con hẳn coi như con ăn bé quá thì ý là ngại xấu hổ. Nhưng mà mẹ bảo như nhưng mà con ra xã hội thì con lớn, nhưng mà về nhà thì con đối với mẹ con vẫn bé. Chị có biết là trước đây toàn lên Gia Lai toàn đòi về là vì nhớ mẹ. Ngày xưa lên Gia Lai đấy thì có một cái năm đấy thì toàn bị ốm. Bị ốm thì các thầy mới điện về thì cho mẹ thì bố mẹ lên. Thì toàn chỉ cứ nói chuyện với mẹ là mẹ ơi không biết làm sao con cứ nóng ruột. Đấy. Mà con cũng muốn về nhà nhưng hay mẹ cho con về một hôm thôi con lại lên. Thế tôi cũng bảo bây giờ mới về được có ăn Tết xong rồi lên thì mẹ ở đây thì ốm mà, nhưng mà được 2-3 hôm thì con đỡ ốm cái. Ở nhà thì con đi học về thì bắt đầu gặp con thì về thì mới nhận ký của con ấy. Thì con viết trong quyển nhật ký là khi khỏe thì con chỉ có những bạn thân bên cạnh là những bạn đá bóng. Còn lúc khi ốm đau thì con không có người thân bên cạnh. Đấy. Con nói đến cái là bố mẹ là rưng rưng nước mắt hay không? Toàn có khi nào mà nhắn tin hoặc gọi điện mẹ ơi con nhớ mẹ quá không? Nếu mà nói về mà gọi điện cho mẹ mà mẹ hỏi con thì con không bao giờ thốt ra mồm một câu là con nhớ mẹ, chỉ bảo là thế con có nhớ nhà không, mẹ ơi con bình thường, chỉ câu bình thường từ trước đến nay đến bây giờ cũng thế, rất là giữ kín trong lòng nhưng mà rất nhớ đấy, nhưng mà không bao giờ thốt được ra mồm. Theo như nhận định của cá nhân anh ấy, là Toàn là người rất là ít nói những câu chuyện tình cảm, và càng thân với Toàn ấy, thì Toàn lại càng ít bộc lộ điều đấy. Toàn chắc là cũng chưa bao giờ nói là con yêu bố mẹ là các thứ đúng không? Hôm nay qua chương trình Toàn có thể nhìn vào đây và có thể nói với bố mẹ một câu, một câu gì đấy rất là tình cảm. Thật sự thì em rất ngại khi mà nói này. Nhớ nhiều nhưng mà nói ít đúng không? Ngoài cái không gian ở đây ra thì Toàn còn có cái không gian nào mà mỗi một lần em về em hay đến không? Toàn mỗi khi về nhà ấy là để đồ xong này thì là có mua đồ về thì này sang bảo mẹ mở cửa con chạy sang bên ông nội bên nhà thắp hương cho ông bà, vì trước khi ông bà mất con không có nhà. Từ ngày đến giờ cũng đi 5 bữa nửa tháng hay vài hôm mới đi, nó có công việc rẽ về qua nhà đều phải mua lập về để thắp hương cho ông bà, chứ không bao giờ là Toàn về cái ở đây ngay, cứ chạy về cái là ra ông nội thắp hương. Bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ theo chân bố mẹ Văn Toàn sang một cái không gian linh thiêng. Mời anh em sang bên đây là nhà của ông nội Văn Toàn. Đây là nhà sau khi ông nội và nội mất thì gia đình có tu sửa để làm nhà để thờ. Mặc dù nhà cũ em đã sửa lại nhiều rồi nhưng mà vẫn giữ nguyên cái phong cách từ hồi xưa, tại vì chỉ có sơn sửa mới cả lát gạch cho nó mới mẻ thôi và ở thoáng mát thôi, nhưng mà vẫn có rất nhiều hình ảnh của em hồi xưa khi ở nhà. Bây giờ mỗi lần về thì em rất muốn chạy, đầu tiên em muốn chạy sang để đầu tiên nào em về nhà em lần đầu tiên chạy sang bên ở đó thắp hương trước và em nhìn xung quanh một lúc hồi sau rồi đó, đấy là cảm xúc em hơn về. Em hay đá bóng ở sân trước nhà này và thường ở nhà thì nhà ba gian mà, nên là ở giữa cũng là nhà thờ bàn thờ và mọi người thường ăn cơm ở đó. Mà hồi đấy nhà em ăn cơm thì rất là đông vui và có nhiều điều nói, nhưng bây giờ thì em nghĩ là nhà em rất ít khi mà được ăn đâu như vậy. Bây giờ chỉ có mỗi bố mẹ với cả một đứa em gái của em là ăn cơm thôi, vì vậy chỉ có 3 người. Ông là mất trước bà 8 tháng. Ước nguyện của ông nội, bà nội là bảo mi Toàn là nếu ông cho cháu đi đá bóng thì cháu phải quyết tâm mà cháu tập luyện đến khi mà được về sân Mỹ Đình đá thì để cho ông bà được một lần đi xem ở Mỹ Đình. Thế là tọa nguyện của ông lớn nhất. Đấy. Nhưng mà cũng không may cho ông của Toàn là đến năm đá U19 ở bên Indo đấy, đá cái trận đá với Myanmar thì Toàn trận đấy là Toàn ghi được 3 bàn. Tối mới ông nội mất, thế là lúc gì gia đình cũng không dám điện cho con.
cũng nói ghé tai là cháu nay đá là cháu ghi được bàn thắng rồi đấy. Thế là ông cũng mỉm cười. Ông mỉm cười xong đến khi mà đá xong trận ấy thì là bắt đầu là ông ra đi. Vợ nhà không giấu ông mất thì mãi về sau khi đá xong giải ở bên Indo với cả sau cái giải ở Malai thì em bắt đầu em mới biết và khi biết là ông mất. Và cũng xúc động khi cũng buồn mà ấy, nhưng mà ông khi đó ông cũng biết rồi nên ông cũng không muốn là để cho em biết cái chuyện là ông đã mất. Và ông cũng nói với bố mẹ là thôi cháu đang chuẩn bị đi đá giải thì thôi cứ để nó tập trung vào đá. Đến điều đó khiến em suy nghĩ và thấy rất nhiều. Trước khi ông ra đi ông chỉ dặn với Toàn ấy là ông như này ông tại nguyện rồi. Nói hơi xúc động. Thế thì bố mẹ cháu đã làm nhà thờ cho ông bà như này là ông cảm thấy là ông mãn nguyện rồi. Ông thì ông không thể ra được sân mỹ đình theo ông theo cháu được đá bóng thì thôi thì cái ước nguyện của ông là cái lớn nhất của cháu là lần đầu tiên cháu được đội U19 của đội tuyển quốc gia đấy thì cháu có được giải về thì cháu mua cho ông hai bộ đỉnh thờ một bên nội bên ngoại. Đến 49 ngày này là toàn về là toàn mua hai bảo bố mua hai bộ này thờ. Thế là cũng là 49 ngày là về là cũng vừa cũng 49 ngày ông vừa xuống mộ thăm mộ ông. Đấy là cái lần đầu tiên là đi xa. Đến cái năm sau lại đá giải bên Nhật. Thì này đến tháng 8 thì bà lại mất. Thì bà mất thì đang đá bên Nhật thì cũng không cho Toàn biết. Thế xong khi đó đá giải ở bên Nhật xong thì là các thầy mới điện về cho gia đình. Thế thầy bảo là cứ bảo gia đình có nhà có người mất mà không báo cho học viện biết mà gia đình cũng chỉ báo với thầy là các thầy thông cảm vì lúc đấy em đang thi đấu nên không muốn cho em động não để cho em dồn hết tinh thần vào để thi đấu bóng đá. Có một kỷ niệm với bà là khi bé bắt đầu lên U19 ấy thì sau cái giải mà như là ở Hồ Chí Minh xong ở Hồ Chí Minh xong em về thì có phóng viên đến quay và hôm đó bà em cũng chưa mất nên bà được thấy mình được phóng viên quay cũng phỏng vấn bà nên bà cũng khóc và xúc động. Em bây giờ em không tìm lại được video đấy tại vì em cũng không biết ở trên mạng hay là đâu còn nữa. Mà em nghĩ đó là kỷ niệm của em với bà. Và cuối cùng là một trong những cái mong ước của ông, người mà đã ủng hộ cho Văn Toàn đi theo con đường bóng đá chuyên nghiệp là xem một trận đấu cháu mình thi đấu ở sân Mỹ Đình cuối cùng cũng không thành đúng không? Đúng, cũng không thành vì Toàn thì cũng chỉ đi về thì bảo là vì bố mẹ ông động viên mà thôi con ạ, bây giờ cái nghề nghiệp của con thì con phải chấp nhận thôi. Bây giờ ông bà về già thì bố mẹ không thể biết được vì ngày mất ngày đi kiểu gọi là sinh có hạn tử bất kỳ cho nên là bố mẹ không thể nào mà cho con biết được trước được. Mà cũng biết trước được con cũng không có điều kiện vì con ở nhà, vì con đi xa đi suốt ấy. Thế cho nên là tất cả những cái gì mà tâm huyết của ông đã trao hết cho con rồi. Thì thôi con cứ đi xa về gần con cứ nhớ đến ông bà như thế là ông bà là mãn nguyện rồi. Toàn này thì nó khảo ông á. Có gì đọc phần cháu trưởng đi. Và đây là tấm ảnh mà ông yêu cầu là phải để ở đây đúng không? Để đấy. Đây được cái ảnh đá giải trong Sài Gòn 2007 này. Anh cứ treo suốt ở đây thôi. Thì ông bảo anh đẹp, khen là cháu đẹp trai cứ hãy suốt. Văn Toàn thì ngày bé thì trước khi đi vào Gia Lai thì ở nhà bố mẹ có chơi bảo hiểm cho Văn Toàn. Thì vào Gia Lai thì các thầy đã đóng bảo hiểm toàn thân cho Văn Toàn rồi. Thế là Văn Toàn điện về cho bố là thôi thì bố rút tiền bảo hiểm về để mua tivi về cho ông xem. Thế mua một cái tivi mới mua một cái đầu này. Thì về thì ông bà thì già, thế ở nhà là cứ những cái băng đĩa của Toàn đá bóng ngày bé được những cái giải đấy thì là các thầy là thâu cho những cuộn băng đấy. Thế là về là cứ hết ngày này qua ngày kia ông chỉ xem cháu đá bóng thôi. Ông cứ xem cháu là cháu điện về cho ông thì ông bảo là ông này là ông ở nhà ông xem cháu đá bóng này. Lúc nào ông theo dõi cháu. Các ông bà hàng xóm ấy cứ đến chơi là cứ ông lại mở băng ra cho các cụ xem ấy. Thế là cứ ngồi xem cháu đá bóng thôi. Rất là tuyệt vời. Thưa quý vị và các bạn, là chúng ta đến thăm nhà Văn Toàn, chúng ta đã nghe những câu chuyện liên quan đến Văn Toàn, chúng ta thăm cái không gian ở đây có rất nhiều những chi tiết, có thể đấy là những chi tiết rất là nhỏ nhưng lại vẽ lên một bức tranh về mặt tính cách của Văn Toàn. Và đến đây thì tôi cũng đã hiểu là vì sao Văn Toàn lại hiền lành,
Vì sao Văn Toàn lại tốt tính? Là bởi vì có một cái sự giáo dục từ gia đình. Và đấy cũng có lẽ là một trong những cái món quà rất là lớn mà bố mẹ đã dành cho Văn Toàn. Một lần nữa thì xin được cảm ơn gia đình anh chị đã cho tất cả mọi người được hiểu thêm về gia đình của mình. Và Minh Hải cũng xin được cảm ơn bấtđộngsản.com.vn đã đồng hành cùng với chương trình. Bây giờ thì xin chào tạm biệt. Con chào bố mẹ. Hôm nay thì có mặt anh Hải ở đây thì con cũng muốn là thật sự con cũng cảm thấy vui khi mang được niềm vui tới cho bố mẹ và cho gia đình họ hàng mình. Và con sẽ cố gắng để đạt được kết quả cao hơn và mang những thành tích cao hơn về cho đội bóng của con là Hoàng Anh Gia Lai và xa hơn là đội tuyển Việt Nam. Sẽ có những thành công cao hơn để làm cho mọi người nhìn với gia đình mình và tự hào gia đình mình, và cảm thấy mỗi lần bố mẹ nhìn thấy con và nói chuyện với người khác là mỗi lần bố mẹ cảm thấy vui và cảm thấy tự hào về đứa con trai duy nhất ở nhà. Vẫn thiếu một câu. Cố lên. Anh cũng chưa bao giờ nói với bố mẹ anh là bố mẹ ơi con đi bố mẹ làm. Nhưng cố lên, thử đi. Thì đây con gửi là tất cả bố mẹ, hai chị gái và em gái và tất cả anh trẻ và những đứa cháu và họ hàng của em, thì em con đều yêu quý mọi người và luôn mong mọi người sống cuộc sống vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc.